Ê, sốc nha. Đêm nay cộng đồng cầu lông rộ lên vụ Ford mua dính vật Lightning và Vector không chính hãng, làm rạn nứt tình anh em long thủ có cùng đam mê. Để một phần nào đó giúp anh em an tâm, tôi sẽ lấy hết kiến thức từng đi tư vấn và bán vật dạo, chia sẻ cho anh em cách phân biệt vật chính hãng và video đầu tiên lên trước con ghẹ Yonex nha. Một điều anh em thấy rõ nhất đó là logo Yonex của cây vật chính hãng sẽ luôn in rất sắc nét, có thêm chữ Japan. Còn những cây vật khác in trên nền xanh nhạt và logo bị nhòe là không đáng tin nha anh em. Tiếp đó là các chi tiết trên vật đều sẽ rất sắc nét và có màu nổi bật. Một số chi tiết sẽ được dập nổi lên và như cây 88F Pro đây sẽ là được phủ lên một lớp sơn bóng. Ngoài ra thì sẽ có thêm tem đến từ nhà phân phối Hải Nam. Ngoài ra thì thông số vật được khắc vào chụp mũ cán thể hiện cân nặng, mức căng và độ to cán cầm. Chuẩn xác hơn nữa thì cây Yonex chính hãng sẽ có tem cầu vòng như thế này. Cái hay là khi anh em ra shop sẽ được test tem Yonex qua hai tấm kính. Một kính thể hiện 7 màu, kính còn lại tem sẽ màu vàng. Đây, uy tín chưa? Đối với trường hợp mà vật anh em bay hết mấy cái trên thì vẫn còn một niềm tin bám víu, đó là mã vật chữ dạng như thế này. Ví dụ cây này sản xuất ngày 21 tháng 12 năm 2020, lô số 2. Còn ký hiệu ở đây sẽ là nơi phân phối.